Hi, xin chào anh em, tôi là Sói Tuyết đây. Và hôm nay tôi sẽ không mở hộp một sản phẩm nào mà lại làm một cái vlog bạn Sói và những người bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm về chọn BB. BB là gì? BB là cái viên tròn tròn này, bằng nhựa này, để mình nắp vào súng và chơi. Và thứ hai là những loại súng nào, dùng những loại BB nào cho nó phù hợp. Đấy. Thì thực sự ra thì mình cũng không định làm cái clip này đâu, nhưng rồi có rất nhiều anh em vẫn còn có suy nghĩ đơn giản là dùng đạn bi sắt hoặc là đạn nhôm, đạn thủy tinh sẽ mạnh hơn đạn nhựa. Đấy. Thế là nhiều anh em sẽ mua những cái đạn đấy để nắp vào súng và bắn. Thì kết quả thì nó không như ý như mong muốn và dẫn đến việc hỏng là chuyện bình thường. Thế nên mình phải làm video này. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến đạn gồm có những loại gì. Thực ra thì về kích thước ấy, nó đều là 6 ly, 6 mm ấy. Thực ra nó là 5,95, các bạn thấy không? 5,95 cộng trừ 1 cộng trừ 0,1 mm, có nghĩa là cái độ chuẩn của nó rất là cao, là 5,95. 5,95 cộng trừ 0,01 mm. Điều đó cho thấy là cái viên đạn của Airsoft sản xuất ấy là độ chuẩn nó rất là cao và độ bóng cũng rất là cao. Đấy, thế nên là nếu như các bạn mua những cái loại mà đạn khác về các bạn bắn ấy, chỉ cần sai số có thể 0,1 mm là dẫn đến việc cái súng của bạn có thể bị kẹt. Đó. Thế nên mình vẫn khuyên anh em là anh em chơi bất cứ loại súng nào cũng được, súng đẻ cũng được. Nhưng mà việc các bạn phải mua đạn xịn để chơi, để đảm bảo độ bền cho súng là một điều đương nhiên là các bạn phải làm. Rồi, bây giờ sẽ... Ở đây thì mình có 3 loại, 4 loại. Một loại là 0.2. 0.2 ký hiệu là gì? 0.2 có nghĩa là... một viên BB của nó trọng lượng của nó là 0,2 gram. Một viên BB trọng lượng là 0,2 gram. Và đây tương tự với cái bịch màu xanh này thì nghĩa là 0,25 gram. Và đoạn màu vàng này thì là một viên BB nặng 0,3 gram. Còn kích thước thì nó phải như nhau. Và đặc biệt loại này này rất là nặng, nó lên tới 0,43 gram. Rất nặng. Đấy. Thế thì quay lại câu hỏi là những loại súng nào thì sử dụng loại BB nào? Thì thực sự ra thì không phải là súng nào dùng loại BB nào mà dựa vào thông số FPS. FPS là thông số viết tắt của feet per second, có nghĩa là tốc độ viên đạn nó bay trong vòng 1 giây ấy, là đạt bao nhiêu feet ấy, thì sẽ sử dụng cái đoạn tương ứng. Thì thường mỗi cây súng đều có cái tốc độ riêng của nó. Thì ví dụ như là cây lục ấy, handgun ấy, hay còn gọi là GBBR, AGBB ấy, thì nó sẽ rơi tầm 320 tới 350 FPS. 350 là cao, của đa phần nó sẽ rơi tầm 320 FPS. Thì tương ứng với các cái mức FPS đấy thì chúng ta sẽ lựa chọn đạn nó phù hợp. Theo những kinh nghiệm của mình ấy thì những cái súng mà độ FPS từ 280 đến dưới 350 thì các bạn sử dụng 0.2 là phù hợp. Đạn 0.2 là phù hợp. Còn từ 350 tới 450 thì sử dụng 0.25. Từ 450 đến 500 hoặc là lên 550 thì là sử dụng 0.3. Còn trên 500, trên 500 thì các bạn sử dụng 0.43. Thực ra thì hiện tại thì mình ba cái loại là phổ thông này. Còn những cái loại đạn còn có nhiều loại đạn khác, ví dụ như là 0.36 này, 0.32 này, 0.4 này. Rồi là 0.28,
Nói chung là nó có những cái mức giữa giữa như vậy đấy, để cho các bạn lựa chọn một cái cho nó phù hợp. Ví dụ như là cái súng của mình là 400 fps chẳng hạn, thì các bạn bắn đạn 0.28 là lại ok hơn là 0.25 và 0.3, tại vì nó ở giữa giữa hai khoảng ấy. Đấy. Thế tại sao lại phải sử dụng BB phù hợp với cái độ FPS? Bây giờ mình lấy một cái ví dụ rất đơn giản cho các bạn hiểu là thế này. Cái lực 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 đẩy của khẩu súng airsoft đấy nó giống như một cái động cơ ô tô chẳng hạn, một cái thân xác của một con xe ô tô nặng 2 tấn. Nếu bạn lắp một động cơ 1.0 chẳng hạn. Ví dụ như một con Fortuner chẳng hạn, cái thân xác của một con Fortuner Toyota Fortuner mà các bạn lắp cái động cơ của con Kia Morning vào, thì cái động cơ của con Kia Morning nó không đẩy cái thân xác của con Fortuner đi nhanh. Đấy. Còn nếu như mà cái động cơ của con xe siêu xe Formosa chẳng hạn, nó từ tầm 6.5.0 chẳng hạn, nó lắp vào con Fortuner thì khẳng định nó sẽ đi nhanh hơn, nó sẽ đi bốc hơn. Đấy. Nhưng mà việc đi chậm hơn hoặc là đi bốc hơn thì nó cũng không không hề tốt bằng bằng cái việc mà sử dụng đúng cái động cơ của con Fortuner và đi cái thân xác của con Fortuner. Đấy. Thì tương ứng vậy thôi, nếu như mà khẩu súng của bạn cái độ FPS nó thấp, FPS của nó chỉ có 300 fps mà các bạn lắp cái viên bi lắp bạn dùng BB 0.4 hoặc 0.3 vào, thì cái lực đẩy của cái khẩu súng ấy nó sẽ yếu, dẫn đến việc nó đẩy viên BB ra nó không được được nhanh và nó không nó chậm, thì chắc chắn là sẽ đo FPS cực kỳ thấp, tương như vậy. Còn nếu như mà bạn mà dùng cái cây súng mà FPS nó to, FPS lớn, ví dụ như là lên tới 600 fps chẳng hạn, thì đáng lẽ bạn phải sử dụng 0.4 để bạn bắn, nhưng bạn sử dụng 0.2 bắn, thì dẫn đến việc tình trạng là cái viên đạn bị đẩy thừa hơi, nó sẽ bay loạng choạng rơi lả tả. Đấy. Thông thường thì tầm trên dưới 400 fps thì các bạn cứ chơi 0.2 là mình thấy rất là phù hợp, rất là phù hợp. Còn những cái thị trường ví dụ bán về bi sắt hay là bi sắt hay là đạn thủy tinh hay bi nhôm, thế thì mình những cái trong trong Airsoft thì họ không sản xuất bi sắt để cho các bạn chơi. Còn những cái mà bạn mua về bạn lắp vào súng thì nguyên tắc là cứ chuẩn 6 6 mm này, 5.59 này, hoặc là 6 mm bạn lắp vào là bạn vẫn bắn được thôi, hoặc là nhỏ hơn cái như vậy đều bắn được. Nhưng mà nó sẽ không chuẩn, không chuẩn thì có thể nếu viên BB nó to hơn thì có thể dẫn đến việc cây súng của bạn bị hóc đạn, bị tắc đạn. Còn nếu mà nó bé hơn thì có thể là nó bị lọt khí hoặc cái gì đó, nói chung là không nó không không đạt chuẩn thì dùng sẽ không ngon được. Và đặc biệt là bi sắt nó rất là hại cho cái nòng súng của các bạn. Nó làm xước nòng súng và cái độ bóng của bi sắt thì mình nghĩ là nó sẽ không không chuẩn bằng bằng BB này đâu. Vì trong ngay cả việc BB Airsoft này nó có những loại đắt tiền, loại rẻ tiền. Đấy. Nếu mà bạn rẻ tiền thì nó không được bóng. Không được bóng mà không được bóng vào những loại cao cấp hơn một chút. Thế nên là bây giờ mình chỉ mong là những bạn mà đã xem kênh của mình đã subscribe kênh YouTube của mình thì cũng cũng lên bỏ cái suy nghĩ là bắn bi sắt nó sẽ mạnh hơn, bắn bi thủy tinh nó sẽ mạnh hơn là bi nhựa. Tại vì thực sự nhá, mình khẳng định là cái đạn 0.43 này nó nặng bằng bằng bi sắt hoặc là nặng hơn, chứ không phải là nó thấp đâu. Vậy thôi, đó là những cái gì mà mình chia sẻ cho anh em về về sử dụng BB, khi chọn BB và sử dụng BB khi chơi airsoft. Mong rằng các bạn có những cái suy nghĩ về đúng đắn hơn về cái bộ môn thể thao của mình cùng đam mê, và điều đó thì
dẫn tới một cái hướng tới một cộng đồng chơi Airsoft lành mạnh, nó có cái gì đó mà nó không không quá khiến cho là một gì nó nhắc nhức nhối của xã hội. À, còn một chút nữa mình chia sẻ là về số lượng BB, tại vì rất nhiều bạn cũng hỏi là cái bịch quanh bao nhiêu viên. Đây nha, các bạn thấy này, tất cả đều là 1 kg, thấy không, 1 kg 1 kg. Mà nếu mà bi nó nhẹ thì số lượng bi nó sẽ nhiều, đặc biệt đây nó sẽ lên tới 5.000 viên. Đâu vậy, để mình xem nào, ghi 5.000 viên Made in Taiwan nhá. Đấy, các bạn thấy không, độ bóng rất là cao, nó gọi là đạn trắng sứ. Thì bây giờ các bạn lấy đấy, 1 kg là 1.000 gram, 1.000 gram mà chia cho 0,2 đi, thì tương ứng với cái bịch này nó sẽ rơi tầm độ 5.000 viên. Và cái bịch này nó không chia cho 1.000 mà chia cho 0,25 thì nó sẽ rơi vào tầm 4.000 viên. Cái này thì trên 3.000 viên. Đó. Vậy thôi. Đó là gì mình muốn chia sẻ cho anh em về BB. Cảm ơn anh em đã xem clip. Chào anh em.